cho luôn cho khách. Nhưng tô nhỏ này là tô thường à? Hay là ăn tôm này? Tính nó có mấy cái càng? Dạ, một bát cho anh là một cái. Một bát một càng, nhưng một cái con này nó có mấy cái càng? Dạ, hai cái càng. Phương Lách chào mọi người nha. Phương Lách đang đứng trước cửa hàng bún Càng Cúm. Càng ăn càng mê đây. Phúc Hưng 3, địa chỉ tại 120 Hoàng Hoa Thám nha mọi người. Hello. Anh Sáng mình đã vào trong quán rồi, bây giờ thì mình sẽ vào bên trong. Đây là một trong những địa chỉ ăn ngon ở Vũng Tàu nên là mình muốn đến thưởng thức và món ăn này thì mình chưa bao giờ ăn luôn. Xin phép nhé. Xin phép một chút. À, đây là Càng Cúm đập sẵn rồi đúng không? Càng em hết rồi. Ờ, hết rồi à? Nói chung là mình bán đến mấy giờ mà đã sắp hết hay là chưa mang mẻ mới ra em? Dạ, dạ đang làm ở dưới thôi. À, một chút nó mang ra thêm à? Tại vì sáng giờ bán đắt. Ok. Đây các đồ ăn kèm đúng không? Dạ. Đây món này là món gì em? Đầu tiên này là món gì? Dạ, sò điềm. À, tôm tép này, tôm tít này. Mực này. Còn đây là mực. À, mực này mực ống hay mực trứng nhỉ? Mực trứng này. Dạ, mực ống. Mực ống. À? Đây chả cá hay là chả gì? Chả cá với mực tôm tết chị. À, chả cá này, mực tôm tươi này, ok. Nhìn hai lời nước dùng bự luôn này. Mực bát bự luôn này. Ok. Rồi, xin cảm ơn, đây là rau ăn kèm nè. Có thêm gì nữa? Hành khô à? Hành phi à? Hành phi, tiêu cho luôn cho khách. Rồi, ok. Cảm ơn nha. Không gian quán rộng rãi đang như chưa? Trang trí rất là đẹp mắt à? Ở đây nước sốt, nó mình sẽ tự lấy nha mọi người. Nước sốt hải sản này. Em ơi, giới thiệu nước sốt được không em? Dạ. À, giới thiệu hai loại nước sốt được không? Nước sốt muối ớt đỏ hay muối ớt xanh à? À, chỉ là nói chung là đều là hải sản như ớt đỏ ớt xanh đúng không? Đây là ớt cay không nè. À, đây là menu của quán nha mọi người. Bắt như thế này là bắt lẫn hay là bắt Càng Cúm? Là bắt đặc biệt 69k chị. Đây là bắt đặc biệt đúng không? Dạ. Bắt vào đây là 79. Dạ đúng rồi. À, ok, cho chị hai bát đấy đi. Hai bát nào chị? Hai bát 79 đi. Siêu đặc biệt đúng không? Cho nó đẩy đà vào mấy khi. Đây là 69 à? Dạ. Vừa nãy là 79. Ok. Ăn sang chảnh tí. Còn 79 sẽ có thêm tôm tít các chị. À, thêm tôm tít thôi đúng không? Dạ. Vậy là 10k tôm tít. Dạ. Rồi ok. Cho chị một đầu lành với cả em ấy, lấy đầu lành thì bê hồi chị xin cốc đá trà đá nhé. Nhưng tô nhỏ này là tô thường à? Hay là ăn tôm này? À, tô này thôi đúng không? Dạ. Là chén tôm không à? Dạ. Mỗi tôm như này là bao nhiêu? Canh tôm, cái này tô 79 này. Cái này là bao nhiêu? 79k. À, 79 vào đấy đây à? Tô đầy đủ rồi. Ok, ok. Ờ, thế cái phần thân của nó thì bán này như kiểu khác à? Dạ. Hay là cái con này? Con này là chỉ ăn được chàng thôi. Dạ. Cô, cô, kênh tô là gì? Cho con đi follow cô được không? Tí nữa cho cái hình chụp. Ê. Không, con vào xem kênh cô. Con đây, con, chụp hình xong này là để vào. Nói này không nghe ra làm sao cả. Có thể tí ăn để tự bóc đúng không? Cô nhận là dựng phim không? Trợ lý không cô? Nghèo lắm này không nhận được ạ. Có lòng ánh sáng cho cô. Bao giờ phải đông khách như kiểu như là cửa hàng nhà mình ấy nè. Con làm vì tình cảm với cô. À, tình cảm à, ok. Đúng rồi, nhưng mà không được. Ở thêm một con này nó có mấy cái càng? Dạ, một bát thì là một cái càng. Một bát một càng, nhưng một cái con này nó có mấy cái càng? Dạ, hai cái càng. Nhìn mấy cái bát cái con hấp dẫn chưa? Đó. Ok. Rồi, chị cảm ơn. Đây mình đang đi lấy trà đá miễn phí nhưng mà lại xin hẳn cốc to luôn. Có nhiều đá không? Em xem nhiều đá để em bỏ bớt ra. Ừ,
một cái là ớt xanh, một cái là ớt đỏ. Lèn bánh canh càng cúm xuất siêu đặc biệt. À, hồi chị hộp giấy đầy đầy phát. Đó. Ôi giời ơi, rất đặc biệt luôn mình. Mời mọi người ăn thôi. Xà biệt này, chả cá này, nói chung là đầy đủ. Miếng chả tươi, một bè, một ống. Tôm tươi, tôm tít. Và đây là bánh canh nha. Càng cúm này các bạn đã đặt mà dập ra rồi. Mình chỉ việc bóc thôi. Rất đặc biệt. Mực căng mọng đúng không? Đó. Tôm. Tôm đã được bóc chưa nhỉ? Bóc một nửa. Mấy con bề bề này. Mấy con bề bề bóc. Mấy con thật mấy con này? Ba con. Đây là sò điệp này. Ngon chưa? Gì đây? Đây là chả cá. Mọc à? Nó là chả cá nhưng mà kiểu như làm viên. Đây là con càng cúm này. Càng cúm này. Em nó bảo là càng cúm chén càng luôn, không có ăn được thân nó. Mấy con càng cúm chén này hai này. Rất là to. Mà đang bị đông cứng lại rồi. Thôi nha, mời mọi người chơi nha. Anh chấm cái càng cúm với nước sốt đi, anh thử cả hai loại nước sốt đi. Thử cả hai loại sốt xem cảm giác anh thích màu xanh nước đỏ. Nghĩa là gia vị nó khác nhau, chỉ là hai màu khác nhau nha. Anh bỏ cốc trà đá ra cho bánh canh. Giống như nhau gần như đỏ ngon. Nước đỏ ngon hơn ạ. Cái len này như không phải cho thêm gia vị chanh nước gì cả, thì mọi người đều không tôi cho ăn. Ơ cay ạ. Nghĩa giống như kiểu có tôm nào là có tô 596979 ấy. Thì nó có thêm nọ thêm. Có cả bún nhưng mà em hỏi ăn gì em bảo cho bánh nọ bánh canh như bún và ăn canh như bún. Sao được. Đầu tiên sẽ thưởng thức bề ngoài trước. Đây thích ăn càng cú mình có thể gọi thêm nữa. Có thịt nó mềm, thơm gần như ở như là ghẹ lắm. Nó ngọt hơn không? Mềm hơn. Nhưng cái nước của nó là phải nấu nước lên này, nó dùng tôm có thứ gì đúng. Quá đông người đi.